Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị cách để check in cái app SoulCycle. Quý vị có thể check in hàng ngày sau 24 giờ để nhận được miễn phí cái token là SSO. SSO chính là cái token của SoulCycle. Hiện tại tôi chưa có thông tin gì về token SSO sẽ được sử dụng để làm gì. Nhưng theo một số thông tin thì SoulCycle SSO có thể sử dụng để trao đổi hoặc là mua bán vé khi vào sân xem những cái trận đá. Thì ở những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt cũng như là đăng ký tài khoản trên SoulCycle. Rồi, trường hợp quý vị đăng nhập vào cái app SoulCycle mà nó xác nhận bằng cái số điện thoại lâu quá hoặc là không được thì quý vị cứ chờ, khi nào nó hiện ra cái xác nhận bằng email thì quý vị có thể chọn email để xác nhận và lấy cái mã từ email. Bởi vì hiện tại các mạng di động của Việt Nam có thể họ sẽ chặn cái tin nhắn quốc tế từ SoulCycle. Rồi, thì để check in hàng ngày, quý vị cần vào đăng nhập và chọn vào cái phần hăn này. Chọn vào hăn. Chọn tiếp vào Danny Hăn. Rồi, quý vị hãy zoom to màn hình lên. Zoom to lên. Và chọn vào cái hộp quà để mở. Chọn vào Grab Token. Rồi, quý vị có thể chờ vài giây. Đó. Rồi quý vị bấm. Bấm vào giữa màn hình. Quý vị chọn tiếp vào Map View. Tiếp theo quý vị trở lại cái hăn, chọn vào cái hộp quà tiếp theo, chọn vào cái Grab Token. Chọn luôn vào cái biểu tượng SoulCycle. Đó, ở đây nó có thông báo là chúc mừng bạn đã nhận được một SSU. Rồi, chọn vào VMAP. Tiếp tục zoom màn hình lên và mở hộp quà, chọn Grab Token. Đó, lần này thì được 2 SSU này. Rồi, lại view map, map view, zoom màn hình lên, mở tiếp hộp quà, chọn Grab Token, click vào đây, chọn Map View. Và cứ như vậy sau 24 giờ mỗi ngày quý vị có thể quay trở lại check in để nhận miễn phí cái token SSU. Đó, như thế này là đã check in hết rồi. Đây là SSU ở ví mà tôi đã nhận được hàng ngày check in cũng như là tham gia dự đoán kết quả các trận đấu. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay, bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Trường hợp quý vị chưa có tài khoản trên cái sàn Chini Exchange, quý vị có thể đăng ký theo cái mã giới thiệu tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn.